đi ngủ thôi. Tắt đèn đã, chói không ngủ được. Ups, chân tay mình lóng ngóng ghê. Ủa, hình như mình có đồ gì dưới đó. Ồ, có một cái hộp. Mình quên béng mất đống đồ chơi này luôn. Gì đây? Barbie, nhiều năm rồi không gặp bạn đấy. Đừng lo, tớ sẽ ôm bạn đi ngủ. Vui thật sự. Barbie, nhìn tớ xấu như ma. Chắc là mình đang mơ rồi. Mong là vậy. Cảm giác như thật đấy nhở. Nhưng Barbie ma quái cũng có lý. Tớ sẽ sửa cho bạn, đừng lo. Tút lại nhan sắc nào. Bạn vẫn là bạn tốt của tớ mà. Bắt đầu với trang phục này nhá. Bạn thích màu đỏ phải không? Chỉ cần đưa bút lên và xuống. Chiều dài hợp lý rồi đấy. Siêu dễ thương luôn. Bạn đã thấy vui hơn chưa nào? Và bạn còn chẳng phải đi mua sắm nhá. Cùng mơ đẹp thôi bạn yêu ơi. Vui ghê. Ngủ ngon nhá bạn Hiến. Váy mới này. Cảm ơn bạn. Bán cho tôi một chiếc. Có liền đây. Của cô này. Kẹo của con này Betty. Đi thôi con yêu. Ngon quá. Đợi chút nào cục cưng. Mẹ phải nghe điện. Alo. Xin chào. Lâu rồi mới nói chuyện nha. Mẹ ơi ơi. Đâu có. Không thể tin nổi luôn. Rồi rồi Betty. Kẹo của mình. Phải nhặt lên thôi. Bẩn quá à. Bông bay của mình đâu rồi? Không, quay lại đi. Xin lỗi bạn bóng bay. Sao những điều tồi tệ lại xảy ra với những người tốt chứ? Sao vậy Betty? Ồ, tí nữa gọi lại nhá. Không sao đâu bé con, để mẹ giải quyết vụ này. Bán nhanh nhanh dùm tôi cái. Rất vui vì được phục vụ. Đáng lẽ mình không nên bỏ học. Mình phải ngăn không cho sự cố đó xảy ra lần nữa. Mình sẽ buộc giấy bóng bay quanh kẹo mút. Thế là ngon lành rồi. Của con này Betty. Wow, con cảm ơn mẹ. Nhìn này, bóng bay không bay đi luôn. Tuyệt quá con yêu. Con vui lắm mẹ ơi. Mẹ ơi. Để đấy cho mẹ. Lạ lùng quá đi. Ôi, vào đây đi, lạ nhanh, nhanh. Đây là bố tớ. Tớ sẽ chụp một bức hình của bố. Sao con, bố đang tập trung đọc báo mà. Thôi mà con. Không ổn rồi. Chúng ta cần filter. Cái đục lỗ này sẽ giúp tớ. Tớ sẽ dùng đồ này để đục nhiều lỗ trên giấy. Bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn đó nha. Chuẩn không cần chỉnh. Để thử lại nào. Cầm giúp tớ với. Chiếu đèn pin vào tờ giấy là được. Alo bố ơi. Trông ổn hơn hẳn nè. Này, cậu kia, lại đây. Tôi vẫn chưa thấy đẹp. Hãy thử cách này đi. Đặt một dải giấy màu lên đèn ở điện thoại của bạn. Dán nó lại và selfie ngay thôi nào. Wow. Cười nào. Đẹp quá. Cách này chụp ảnh selfie đẹp hơn thật đấy ạ. Cuối cùng cũng được hưởng thụ khoảnh khắc này rồi. Thư giãn một mình quá là thích. Video hài bá đạo luôn. Wow, động tác kiệt chất đấy. Mình lúc nào cũng muốn làm bậc thầy karate. Đôi tay này chính là vũ khí nguy hiểm. Wow. Đau quá. Như vậy là sự nghiệp ninja tiêu tùng rồi. Sao mình lại ngớ ngẩn vậy cơ chứ? Bố ơi, bố khỏe không? Bắt này. Bố chịu thôi, nhìn này. Ôi trời, nhìn đau thế ạ? Khoan, có cách rồi. Hai con có thích vẽ lên đây không? Như vậy bố sẽ vui hơn đấy. Dạ được, con nghĩ ra vẽ cái gì rồi? Con sẽ vẽ hình tròn trước. Rồi đến lông mày và mắt. Chắc chắn bố sẽ thích cho mà xem. Không thể quên cái lưỡi. Giờ thì tô màu vào nè. Đôi mắt có màu xanh lam này. Sắp xong rồi ạ.
Bố thấy sao? Đẹp lắm con gái. Khéo tay ghê. Con gái bố rất tài năng đấy ạ. Còn phải nói sao? Không được. Đau chết mất thôi. Cháy luôn này. Mình vẽ như họa sĩ ấy. Phải thêm màu xanh nữa. Cô họa sĩ nhí của mẹ. Con chào mẹ. Ôi không. Cái gì đây? Đừng nói là con hamster đó nha. Là bút sáp của con. Trời ơi, thế thì sao mà con vẽ ạ? Không sao đâu, mẹ sẽ nghĩ ra cách thôi. Mong thế. Sao con lại khổ thế cơ chứ? Đúng là tồi tệ. Cái khuôn này trông có ích đấy. Cũng đang thử mà. Mình sẽ cho bút chỉ gãy vào khuôn. Bỏ đầy các con số này. Thế là đủ nhé. Giờ đặt khuôn vào lò này. Như vậy, sáp sẽ chảy ra. Trò này giống như nướng bánh vậy đấy. Mong là sẽ hiệu quả. Đến lúc lấy khuôn khỏi lò rồi. Cẩn thận nha, nóng đấy. Mình sẽ để sáp nguội lại rồi mới lấy khỏi khuôn. Nhìn hay quá đi. Mình sẽ xếp nó lên cái đĩa này. Mong là Cheryl thích chúng. Đó là sáp con thích nhất luôn. Không sao đâu con yêu, xem mẹ có gì này. Đây là màu sáp sao? Là số này. Nên dùng cái nào trước ta? Mẹ ơi nhìn này, có nhiều màu lắm luôn á. Mẹ rất vui vì con thích. Con thích lắm. Ôi không. Mẹ ơi. Muốn đi nghỉ dưỡng ghê. Tại sao chứ? Đọc sách bánh cuốn quá. Buồn ngủ díu cả mắt rồi. 1, 2, 3. Mẹ có ý này. Mình vẽ gì đó đi. Lấy một folder bằng nhựa này. Và chúng ta sẽ vẽ con vật lên đó. Bắt đầu với một chú cừu dễ thương nhé. Xinh xỉu luôn. Thêm một chú gà con nữa nhá. Gà cần có lông màu vàng tươi. Xinh rồi đó. Giờ đến bầu trời. Cỏ xanh gì trải dài. Nông trại tấp nập đây. Dùng một tấm bìa đen kèm vào bên trong miếng bìa tài liệu. Rồi vẽ một cái đèn pin đi kèm luồng sáng. Nhét đèn pin giấy vào trong bìa tài liệu. Vậy là nông trại sáng lên rồi. Ý tưởng hay đúng không nào? Wow, hay quá. Ủa, giấc mơ đẹp ghê. Lily xinh quá đi mất. Rồi sau này mình sẽ lấy chị ấy. Nhưng giờ mình cần ăn snack đã. Con đây rồi. Mẹ ơi, con đang ăn kẹo nè. Jared, sư răng đen xỉ thế kia. Bàn chải của con này. Con đi đánh răng đi, nhanh nào. Không. Phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, lên mạng tìm nhanh nào. Nhìn này con. Chị Lily kìa. Và chị ấy đang đánh răng. Wow, con cũng muốn đánh răng ạ. Nếu chị Lily đánh thì con cũng đánh răng. Bạc hả. Con sẽ nhảy giống chị ấy. Vui ơi là vui. Chỉ cần ngủ một giấc nữa là được đi xem kịch rồi. Hồi hộp và hóng quá à. Sao mà mệt mỏi thế này? Cảm thấy mệt quá. Achi. Đau nhức khắp người luôn. Xin chào sâu ngủ. Con mệt quá ạ. Để bà xem nào. Con bị sốt rồi sao? Đặt cái này vào miệng này. Siro ho sẽ giúp con khỏi. Há to nào. Yêu ơi. Con phải nghỉ ngơi đấy. Nhưng con vở kịch. Con muốn xem ạ, con đợi lâu lắm rồi. Bà rất tiếc, con đang ốm mà. Khoan đã nào, bà biết cách giúp con vui lên rồi. Lấy một cái hộp ngũ cốc ra và cắt một hình vuông như vậy. Đặt hộp nằm ngang và dán một cái dải keo lên trên đó. Lặp lại bước này,
với các dải keo màu khác nhau. Cứ thay đổi màu cho đến khi đã dán hết hộp. Sau đó dùng kéo cắt cái chỗ keo nằm bên trên lỗ ra. Tiếp theo là lấy hai tờ khăn giấy và gấp chúng lại như thế này. Dán giấy vào bên trong cái hộp này. Rạch hai cái khe trên nóc hộp nữa và nhé que kem vào khe đó. Cuối cùng là vẽ các nhân vật lên thẻ và dán chúng vào que kem. Còn sẵn sàng xem kịch chưa nào? Wow! Tuyệt quá ạ! Bà mang vở kịch về nhà cho con đây. Con thấy màn biểu diễn này thế nào? Woo! Quá đỉnh! Eo ơi! Chà! Thổi mất vệ sinh đấy! Mong là bà không bị lây. Thế thì mình được bệnh cùng nhau rồi. Khổ thật. Kẹo của con đây bé yêu. Con không cần đi toilet trước khi mình đi chứ? Không ạ. Đi thôi. Ok ok. Chờ đã. Ui, vui hết sảy bố ơi. Thời tiết đẹp quá. Đừng đi xa quá con nhé. Nhìn đẹp quá. Mình muốn hái nó. Đây rồi. Mùi thơm ghê. Mình muốn đi xẻ xẻ. Bố ơi. Bố ơi. Chim sẻ gọi đại bàng. Bố hiểu rồi. Ok. Đi với bố nào. Nhanh nhanh. Để bố tìm xem có bụi cây nào quanh đây không nhé. Chỗ này được này bé. Vừa xả nỗi buồn vừa đắm mình vào thiên nhiên. Không chịu đâu. Ok, để bố tính. Ra rồi, đi theo bố. Ở đâu ạ? Bố ơi. Đây này bé. Bố đùa con đấy à? Không. Nghĩ xem nào, chuyện này nhức óc ghê. Có cái thùng này. Bố biết rồi, chờ nhé. Bố sẽ đặt cái thùng này vào cốp. Và nắp này sẽ giống như bệ ngồi toilet. Ngai vàng đang đợi con này. Vừa kịp lúc luôn. Bố sẽ che chăn lên cho con được riêng tư nhé. Làm bố đâu có dễ đâu. Này, nhanh lên con gái ơi. La 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 la. Ava. Thật may là mình cắt không trượt phát nào. Nhột ghê. Không còn lông mũi. Chị phải giúp em. Ngồi đi đã. Tóc em rối bù. Đúng là thế thật. Chị sửa được không? Chị có ý này. Chị sẽ dùng cái này. Thôi em quay lại sau. Ngồi xuống. Chị biết mình đang làm gì mà. Thật á? Đừng nói chị định dùng với em. Thôi được. Vậy dùng cách cũ. Chị làm gì rồi đây? Mái tóc đẹp của tôi. Không, đừng chạm vào em. Không, em không để chị cắt tóc đâu. Đừng có lo, chị có đồ nghề đây. Tin chị đi. Ok, cái này thì được. Chị sẽ dùng móc để luồn tóc em qua máy. Như thế này này. Giờ thì bật máy lên. Chị sẽ kéo trên tóc em. Và máy sẽ tết tóc cho em thật xinh. Mình làm bên kia nữa nhé. Vừa nhanh vừa dễ ợt. Hoàn thành rồi. Wow, hết nước chấm. Em thích lắm. Cảm ơn chị nhiều. Đừng cảm ơn chị, cảm ơn máy ghê. Hả? Anh chàng đẹp trai nào kia? Chào cưng. Mẹ lười biếng thong thả rửa xe. Phù, này nóng ghê cơ. Xin chào. Gồng lên nhìn cho bự con nào. Cậu phải nhìn thấy cảnh ấy cơ. Nhìn kìa. Không ai có thể cưỡng lại cú hất tóc của mình. Chào các người đẹp. Hồi này ai mà còn làm trò đấy nhở? Quê sệ. Họ đang cười vào bản mặt của mình sao? Ôi không. Quể chết đi mất thôi. Thổi kệ, lau xe tiếp. Chăm sóc xe cưng thật cẩn thận. Không tì vết. Sạch bong sáng bóng. Khá là hài lòng đấy. Bố ơi, đèo con đi học đi ạ. Vào xe đi con yêu. Dạ. Bố ơi đi thôi. Để bố bật nhạc lên đã nhé.
Con thích bài này. La 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 la. Không, con làm gì vậy hả? Úi, xin lỗi. Bố mới rửa xe đấy. Nhưng mình vẫn sẽ nhảy một xíu. Woohoo! Bố mới nói gì? Không sao cả. Hít thở sâu. Nhớ về tiết học yoga hôm nọ. Khoan, mình có cách rồi. Áo phông này sẽ xử lý mọi chuyện. Bố sẽ chùm lên phần tựa đầu, rồi kéo nó chùm khắp lưng ghế. Đấy, tha hồ mà nhảy nhé. Con cảm ơn. La 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 la. Đi thôi. Thơm hết sảy luôn nè. Con đang chơi vui à? Con là đầu bếp mẹ ơi, con đang nấu bữa tối. Nhưng con cần vài nguyên liệu nữa. Mình ghét là ủi. Chán như con dán. Cheryl, con đang làm gì vậy? Con nói rồi mà, con nấu ăn. Mỹ phẩm của tôi hỏng cả rồi. Đúng rồi. Đây là tình huống khẩn cấp. Đúng thứ mình cần luôn. Cho con tha hồ chơi. Nấu ăn thật là dễ. Mẹ có cái này cho bé nè. Bừa bãi quá, để mẹ dọn dẹp cái đã. Hả? Cầm đi con. Wow, con cảm ơn mẹ. Con sẽ kéo đuôi này ra. Sao có quá trời bóng nhỏ này? Con sẽ kéo căng trên miệng của bình đựng. Và giờ thì dùng bơm. Nhìn này mẹ ơi. Con sẽ cho kim tuyến vào đây. Đẹp quá đi mất. Gì nữa? Là bóng dẻo. Vào đi nè. Mình có thể cho poppit vào. Gì nữa ta? Thêm kim tuyến. Quá trời màu sặc sỡ. Patty. Phải cho cái này vào nữa. Từ từ thôi. Vui quá đi mẹ ơi. Giờ con sẽ đóng nắp lại. Wow, đồ chơi hay chưa nè. Mẹ ơi. Đáng yêu lắm con. Cheryl, đừng làm thế. Con sẽ làm một quả bóng bay khác. Không. Con ngửi được rồi, sắp đến. Ôi, nhìn mà xem. Của chúng ta tất. Nhìn ngon hết sảy luôn. Từ từ đã. Không phải kẹo đâu, nhưng rất bổ dưỡng. Chán chết. Không ăn kẹo nữa nhé. Đấy là mẹ nghĩ. Bố. Gì? Nhìn nè. Bên dưới. Sao mình phải gọi chứ? Xem đây này. Tuyệt. Và bố có sốt sô-cô-la đây. Tuyệt vời. Thế còn mẹ thì sao? Không thể để mẹ thấy. Để bố lo. Này em yêu. Ôi trời. Mình nhảy nhé. Wow, bố lịch thiệp quá. Dù sao thì cơ hội đây rồi. Mình sẽ lấy một quả chuối, rồi đặt nó vào đây. Xin chào. Mình sẽ gảy ống vào đầu bên kia và xoáy một chút. Vậy là mình rút được lõi của quả chuối. Như thế này. Bạn muốn ăn không? Thì tớ đã mời. Ống hút chuối nè. Ngon ngon. Giờ thì bơm vào quả chuối. Tớ sẽ múc sô-cô-la cho vào cái ngăn này. Giờ thì sẵn sàng. Tớ cần gạt tay cầm xuống. Sau đó lấy quả chuối ra. Nó đã có nhiều nhân sô-cô-la thơm ngon. Giờ thì chỉ cần bóc ra. Nhìn ngon hết sảy. Em không thể cưỡng lại điệu nhảy êm ái của anh. Em lại cảm thấy như hồi trẻ. Ngoan lắm, còn đang ăn chuối kìa. Có được không? Bố xem này. Wow, cảm ơn nhóc. Shoo, cái lũ muỗi này. Để mẹ xì thuốc chống muỗi cho con trai nhé. Không, mùi ghê lắm. Con đi đâu vậy hả? Thôi kệ, biết sao giờ. No, không bắt được con đâu.
Ở đây tha hồ mà ăn kẹo này. Chuyện này đọc bánh cuốn thật. Dài ngon xỉu. Ồ, thôi xong. Đi hết đi. Mẹ ơi, để cho tôi yên. Hả? Tiếng Liam hả? Không, chắc tiếng gió cũng nên. Cứu con. Chết này. Lũ muỗi điên rồi. Mẹ ơi, cứu con với. Con bị muỗi đốt quá trời. Lũ muỗi xấu xa. Đừng lo con yêu, mẹ có cách rồi. May mà mẹ có mang thuốc này nhé. Mẹ sẽ nhỏ vài giọt lên băng đeo tay. Thế là lũ muỗi sẽ không dám đến gần. Và con khỏi lo bị đốt nữa nhé. Nào, hôn mẹ cái coi. Con thả đi chơi với bọn muỗi còn hơn. Ảnh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chết này. Người nào con yêu? Để con chỉnh lại tóc. Chụp. Chụp một kiểu cùng đi. Sẽ đẹp lắm ạ. Để mẹ xem nào. Ồ, cưng muốn xỉu luôn. Mẹ biết. Mẹ. Sẽ tuyệt lắm đây. Mẹ về. Mệt dã man. Nhưng mẹ có ảnh rồi. Mẹ, không cần phải làm vậy đâu. Mình có thể dùng máy in mini. Con sẽ dùng ứng dụng trên điện thoại để chọn bộ lọc. Rồi nhấn in. Wow, u là trời. Con kìa, công nghệ tuyệt vời quá đi thôi. Mẹ sẽ thử nó ngay. Được rồi nè. Ảnh này hài chết đi được. Phải cho mấy cô bạn xem mới được. Wow, chúng ta đẹp quá đi. Con không muốn đâu, cho con ra. Con phải đi bồn cầu chứ bé con. Vâng. Hả, gì vậy? Vũ em ơi, quay lại bồn cầu đi nào. Không công bằng gì cả. Khoan, lại nữa hả? Có gì không ạ? Không thể cứ thế này được. Con sẽ để cô nghĩ. Bye bye. Chắc chắn là phải có cách chứ. Đúng rồi. Yuck, mình không ăn cái đó đâu. Chơi với burger còn hơn. Essie, xem cô có gì này. Ngài có đói không ngài hồng hạc? Mời ngài ăn. Ngài thích sao? Ngài ấy đang ăn thật kìa. Nhưng ngài ấy cũng cần đi bồn cầu. Thật đã, mình phải đi xem mới được. Đồ chơi mà đi cầu được á. Mời ngài tự nhiên ạ. Làm chuyện đại sự đi. Chắc ngài mắc lắm hả? Vẫn còn đi à? Wow, thật luôn kìa. Con cũng muốn đi cầu. Ngoan lắm. Cô cứ ra đi, con ok mà. Chỉ có ngài hồng hạc với mình thôi. Con bé thông minh quá. Dạo này bé ăn gì vậy trời? Nhức mắt quá đi thôi. Cố lên. Không 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 không. Có ai ở nhà không? Có người gọi cửa. Bố. Mở cửa ra. Bố. Có ai nói cái gì à? Chắc là chẳng có gì đâu. Ôi chà, đọc sách tiếp nào. Này, tôi biết có người ở trong đó. Ôi trời ơi. Rồi, mình đi mở. Bình tĩnh quá ha. Dù sao thì, xin chào. Chị có một món hời cho bé đây. Chiếc chảo đổi đời nhé. Em không quan tâm đâu. Còn máy hút bụi tuyệt vời này thì sao? Nhà em sẽ không còn hạt bụi nào nhờ nó. Không. Ok, chị thích thử thách. Wow, hãy nhìn máy vệ sinh cá nhân này. Tài và mũi em sẽ sạch sẽ. Thử đi. Wow, em cảm ơn. Hay quá. Tuyệt, thanh toán cho chị đi. Ồ, phải. Dạ đây ạ. Hả, cô đùa chị đấy à? Này, đừng vội đóng cửa. Chỉ muốn thử ngay và luôn. Mong là hiệu quả. Xem nè. Oh,
Nhột quá đi, mình rất thích. Khoan đã, mình có một ý tưởng. Lại đây bố ơi. Cái gì đấy? Ngồi im nhá. Con đang làm gì vậy? Tin con đi. Ở trong tai của bố này. Ew. Kinh. Tai bố bẩn thế cơ hả? Không ổn rồi, bố phải đi đây. Thiết bị hay đấy.